xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một loại nước chấm nữa để chúng ta ăn kèm với các loại hải sản như là cua, ghẹ, tôm, mực hoặc là ốc vân vân. Thì hôm nay mình sẽ làm sốt tiêu xanh. Và để thực hiện cách làm sốt tiêu xanh, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là tiêu xanh là 20g, rồi một trái ớt sừng. Ớt sừng thì nó không cay, nó chỉ hơi the the thôi. Ai mà ăn cay được thì các bạn sẽ kết hợp thêm với ớt hiểm. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 3g tiêu sọ, tức là cái tiêu màu trắng như thế này. Rồi một ít hành lá là khoảng 10g, 20g ngò rí. Và đây là hành tím là 35g. Và tỏi 35g. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 50g nước mắm. Hôm nay mình sử dụng nước mắm ngon 28 độ đạm, 50g đường, 10g muối. Hôm nay mình sử dụng ở đây là muối hạt. Đây, muốn hộp như thế này, bởi vì nó sẽ bớt mặn hơn là so với muối iốt. Rồi cuối cùng đó là 100ml dầu ăn. Rồi nhiều bạn hỏi mình đó là mình sử dụng cái loại nước mắm nào, thì ở đây mình cho các bạn xem cái hình này để các bạn có thể là tìm mua ở các siêu thị nha. Mình sử dụng nước mắm Sá Sùng 28 độ đạm. Và trong trường hợp mà các bạn sử dụng cái loại mà nước mắm mà cái độ đạm nó cao hơn đó, thì các bạn nhớ là mình phải giảm cái liều lượng lại để tránh cho cái nước sốt của mình nó bị quá mặn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm sốt tiêu xanh chấm hải sản này nhé. Rồi đối với tiêu xanh thì các bạn sẽ tách hạt, mình bỏ đi cái lõi tiêu. Rồi đối với hành lá thì các bạn sẽ cắt khúc. Rồi đối với ngò rí thì các bạn cũng sẽ cắt khúc luôn ha. Rồi đối với ớt sừng thì các bạn sẽ bỏ hạt và các bạn cắt ra nhỏ như thế này, không cần phải băm đâu nha các bạn. Rồi đối với tỏi và hành tím, nếu như hành tím nó to thì các bạn cắt đôi, tỏi cũng vậy luôn. Còn nếu như mà những cái tép tỏi nào mà nó nhỏ thế này thì các bạn giữ nguyên. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái chảo nhỏ, các bạn để mức lửa nhỏ vừa và cho hết vào đây 100ml dầu ăn. Rồi khi dầu vừa bắt đầu nóng lên thì các bạn sẽ cho hết tỏi và hành tím vào. Rồi sau đó các bạn sẽ cho tiêu xanh và ớt sừng vào. Các bạn nhớ để mức lửa nhỏ nha. Cho luôn cả tiêu sọ vào. Lý do chúng ta cần phải xào các nguyên liệu này qua với dầu là để cho cái nước sốt tiêu xanh của mình nó sẽ có cái mùi thơm ngon và nó giảm đi cái vị hăng. Mình không có cần phải xào quá lâu đâu các bạn, khoảng chừng 1 đến 2 phút là được rồi. Rồi được 1 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ cho hành lá và ngò rí vào luôn. Rồi các bạn đảo sơ qua, khoảng 30 giây nữa thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Và có thêm một lý do nữa, chúng ta cần phải xào tất cả những cái nguyên liệu này qua với dầu là để bảo quản cái nước sốt nó được lâu hơn. Mình sẽ ăn được lâu hơn mà nó không sợ nó sẽ bị hư hỏng gì cả. Bởi vì nếu như mà các bạn để những cái tỏi hay là hành rồi nó còn tươi á, thì khi mình làm nước sốt khoảng chừng 2 đến 3 ngày là nó đã hỏng rồi. Nhưng mà với cách này thì các bạn có thể là bảo quản nước sốt trong ngăn mát của tủ lạnh và dùng dần trong khoảng thời gian là 1 tuần đến nửa tháng vẫn không có lo là nó bị hư nha. Rồi được rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp và chờ cho hỗn hợp này nó nguội rồi mình sẽ mang đi xay nhuyễn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hỗn hợp hành, tỏi, ớt mình cho vào sau khi nó đã nguội hoàn toàn nha. Rồi các bạn sẽ cho 10g muối vào luôn, 50g đường, 50g nước mắm. Rồi bây giờ các bạn sẽ xay nhuyễn hỗn hợp nước mắm này lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước sốt ra chén nha. Rất là thơm luôn các bạn. Đó, nước sốt của mình nó sánh lại như thế này. Lúc này mà có thêm một đĩa hải sản nữa thì rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nước sốt rất là ngon, sánh lại như thế này là đạt ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm nước sốt tiêu xanh để mình ăn kèm với các món hải sản như là tôm, mực, ốc
và đặc biệt là rất là phù hợp với món cua hoặc là ghẹ hấp, ghẹ luộc nha. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện công thức làm sốt tiêu xanh này đi, bảo đảm các bạn sẽ rất là hài lòng. Và sốt tiêu xanh này, các bạn muốn cho nó có cái màu đỏ đẹp hơn á, thì các bạn tăng cái lượng ớt lên. Bởi vì mình ăn cay cũng hơi dở cho nên là mình chỉ cho một trái ớt sừng mà thôi. Về nước sốt đó thì các bạn có thể là mình cho vào keo, hũ thủy tinh, mình bảo quản nha, mình ăn dần trong khoảng thời gian là 1 tuần đến nửa tháng. Các bạn không cần lo là nó sẽ bị hư đâu với cái công thức này. Thì nước sốt tiêu xanh của mình nó sẽ có cái vị là hơi ngọt nhẹ, mặn mặn và cay cay. Đặc biệt là nó không hề có cái vị nồng hay vị hăng của những cái nguyên liệu như là hành, tỏi. Nó rất là hòa quyện cũng như là rất là thơm. Rồi chúc các bạn thành công với công thức làm sốt tiêu xanh này. Nếu như các bạn thành công với công thức này thì các bạn hãy comment cho mình biết, mình sẽ chúc mừng các bạn. Cũng như là mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về công thức làm nước sốt tiêu xanh này, các bạn cũng comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để mình trả lời đến với các bạn. Và đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức làm sốt tiêu xanh của mình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.